Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi canh thìn nữ mạng, những người sinh năm 2000, diễn tiến qua từng năm tuổi, từ 23 đến 60 tuổi, chi tiết chính xác nhất. Những diễn tiến qua từng năm tuổi của tuổi canh thìn nữ mạng, những người sinh năm 2000. Tử vi tuổi canh thìn nữ mạng, giai đoạn từ năm 21 tuổi đến 25 tuổi năm 21 tuổi, năm này có nhiều tốt đẹp, toàn năm đều làm ăn khá, trừ tháng 9 âm lịch có hơi xui xẻo đôi chút nên cẩn thận vào tháng này. Năm 22 tuổi, năm này xấu vào mấy tháng đầu năm, mấy tháng cuối năm khá tốt. Năm bạn 23 tuổi, tức là bạn bước vào năm nhâm dần 2022. Trong năm này bạn gặp nạn huỳnh tiền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Cần hết sức cẩn trọng. Sức khỏe, như câu nói ở trên, rõ ràng có thể thấy hạn huỳnh tiền chủ về bệnh tật người gặp nạn này dễ mắc đau đầu chóng mặt ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt hàng ngày đặc biệt các bệnh liên quan tới mắt tay chân do đó trong sinh hoạt công việc hàng ngày cần phải được chú ý làm ăn hạn huỳnh tuyền sẽ mang tới khó khăn bất lợi sẽ dồn tới nếu công việc kinh doanh buôn bán bằng đường thủy hay liên quan tới sông nước vì huỳnh tiền chính là suối vàng tham gia vào các hoạt động kinh doanh buôn bán trên sông nước sẽ cực kỳ nguy hiểm khi gặp phải nạn này tốt hơn hết nên tránh những hoạt động kinh doanh này để không gặp phải hậu quả khôn lường cuộc sống không nên liên quan tới tòa án dù là việc gì hay vì ai, dù là đứng ra làm chứng hay có liên quan trực tiếp trong những rắc rối pháp luật đó, vì bạn sẽ gặp phải tai họa, mất tiền mất của, không có bình an trong gia đình. Hướng dẫn cách hóa giải hạn huỳnh tiền. Các biện pháp giải hạn huỳnh tiền đến nay vẫn chưa có. Thế nhưng, dựa vào những đặc điểm đã nêu ta vẫn có một số cách giảm nhẹ hạn huỳnh tiền sau đây. Cần tránh đầu tư kinh doanh quy mô lớn, không vay mượn tiền bạc hay nhận bảo lãnh vay tiền. Không đi đến những chỗ sông nước Vấn đề sức khỏe cũng phải chú ý giữ gìn, nên xây dựng kế hoạch làm việc, nghỉ ngơi hợp lý và khoa học, nên luyện tập, trao đổi sức khỏe. Đối với người cao tuổi bị cao huyết áp cần áp dụng chế độ dinh dưỡng riêng biệt, giảm lượng mỡ và chất kích thích vì những thực phẩm này rất có hại cho bệnh nhân cao huyết áp, tai biến, đột quỵ. Nguyên tắc chung để tăng cường may mắn, hạn chế điểm xấu là tu nhân tích đức, chăm làm việc thiện. Đây đều là những điều nên làm nên không phải gặp năm hạn mới thực hiện mà cần làm thường xuyên sẽ giúp tăng thêm phúc đức, vận may. Năm bạn 24 tuổi, tức là bạn bước sang năm Quý Mão 2023, năm này bạn gặp hạn Diêm Vương và sao La Hầu chiếu mệnh. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu là tùy vào từng đối tượng, khi gặp hạn Diêm Vương có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang bầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị, giữ gìn có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác khi gặp hạn này thì may mắn, hành thông, tài lộc của cải dồi dào, sung túc. Sao La Hầu chiếu mệnh người bị sao la hầu chiếu mạng dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm, bệnh tật, khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này chủ về mồm miệng, dễ gặp các chuyện thị phi liên quan đến công quyền, tranh chấp hoặc có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra người gặp sao này cũng cần chú ý các bệnh về máu huyết tai mắt. Năm bạn 25 tuổi, tức là bước sang năm giáp thìn 2024. Năm này bạn gặp hạn địa võng, hạn hình thái tuế và sao thái dương chiếu mệnh. Địa võng là hạn xấu chủ về, tâm lý tình cảm các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở hay ngủ nhờ, chẳng may tai bay vạ gió, hao tiền tốn của dễ xảy ra tình trạng trộm cắp mất mát tài sản. Cách hóa giải hạn địa võng. Vốn địa võng là hạn xấu, khi gặp phải hạn này cần tìm cách hóa giải nhằm giảm bớt phần nào tai ương xui xẻo. Dưới đây là một vài việc cần làm để tránh tai nạn khi gặp địa võng chiếu mệnh. Kinh tế tài chính tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Đời sống, mọi người trong gia đình là một gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát chia ly xa cách dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết khi gặp hạn địa võng gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng cái chết song đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài, phát lộc. Tuổi canh thìn sinh năm 2000 nữ mạng, trong năm giáp thìn 2024 sẽ phạm vào, hình thái tuế hình thái tuế, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh, trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hạn chế đi đám ma, đám hiếu, không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa. Dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nữ mệnh được sao Thái Dương chiếu mạng cũng rất tốt, được người bạn đời gánh vác, lo toan mọi việc, ngày càng khỏe mạnh, duyên dáng. Có thể gặp tai ách vào tháng 6 và 10 âm lịch nhưng vì đây là phúc tinh nên cũng không đáng quan ngại. Trong năm không nên đi xa, không nên đến những nơi có nhiều âm khí, tránh mắc bệnh về tà ma khó chữ, không nên hùn hạp buôn bán hay xuất phát về tiền bạc thì rất bất lợi. Tử vi tuổi canh thì nữ mạng giai đoạn từ năm 26 tuổi đến 30 tuổi. Năm 26 tuổi, có lợi nhỏ, toàn năm đều ở vào mức trung bình năm 27 tuổi, không được tốt lắm, năm này đi xa thì không tốt, làm ăn cầm chừng, không thâu được nhiều kết quả về tài lộc cũng như về tình cảm. Năm 28 tuổi, năm này lo công việc gia đình thì tốt hơn, coi chừng mang tiếng thị phi, hay mang tai tiếng, năm này không thuận lợi giao dịch về tiền bạc cũng như trong chuyện về tình cảm. Năm 29 tuổi, tài lộc vượng phát, tâm tình yên vui và êm ấm. Năm 30 tuổi, năm này mọi việc được trung bình, không có vấn đề gì quan trọng xảy ra tử vi tuổi canh thìn nữ mạng giai đoạn từ năm 31 tuổi đến 35 tuổi. Năm 31 tuổi, năm này nên kiên kỵ đi xa hay làm ăn lớn sẽ bị thất bại. Năm 32 tuổi, không được may mắn và đầy đủ cho lắm, cẩn thận trong việc tiền bạc hay giao dịch tiền bạc sẽ bị mất. Năm 33 tuổi, năm này bạn nên kiên kỵ vào tháng riêng, những tháng khác bình thường. Việc gia đình và việc làm ăn cầm chừng, không phát triển mạnh và cũng không tốt đẹp lắm năm 34 tuổi hạp về việc phát triển sự nghiệp và tài lộc nên cẩn thận vào tháng 3 âm lịch đề phòng tai nạn. Năm 35 tuổi, năm này được vững chắc mọi việc làm ăn phát triển, và có thể thu được nhiều lợi lớn cho bạn. Tuổi canh thìn từ giai đoạn năm 36 tuổi đến 40 tuổi. Năm 36 tuổi, nhiều triển vọng, năm này có thể phát tài to lớn, nếu thận trọng về việc giao dịch tiền bạc hay xuất phát tiền bạc đúng mức, Năm 37 tuổi, năm này không được tốt đẹp cho lắm, bạn nên cẩn thận về việc gia đình có xảy ra nhiều chuyện buồn phiền, nhất là những tháng 4 và 8 âm lịch, hai tháng này xung khắc với tuổi của bạn. Năm 38 tuổi có nhiều hy vọng thành công về sự nghiệp cũng như về vấn đề công danh, bạn nên cố gắng làm vẹn toàn công việc. Năm 39 tuổi, trong năm toàn năm bình thường. Năm 40 tuổi, những tháng đầu năm hơi xấu, những tháng cuối năm thì rất tốt, tháng 12 âm lịch là tháng đại lợi, có triển vọng về tiền bạc tuổi canh thìn giai đoạn từ năm 41 tuổi đến 45 tuổi. Năm 41 tuổi, có đau nhiều bệnh, hay trong gia đình có người đau bệnh. Năm 42 tuổi, có tin xa về con cái, hay về việc gia đình thân tộc. Năm 43 tuổi, năm này đại sung nên kiên kỵ cho tuổi của bạn, đừng nên đi xa hay xuất hành vào những tháng 6 và 8 âm lịch mà gặp tai nạn, hay có thể chết bất ngờ. Năm 44 tuổi, mọi việc bình thường, mọi công việc đều tiến triển chậm chạp năm 45 tuổi, năm này có nhiều tài lộc nhỏ vào những tháng 1 và 7 âm lịch, những tháng thì khác trung bình. Tử vi tuổi canh thìn giai đoạn từ năm 46 tuổi đến 50 tuổi. Năm 46 tuổi, tình trạng sức khỏe yếu ớt, năm này khó thoát được đau bệnh. Năm 47 tuổi khá tốt, bổn mạng được vững vàng. Năm 48 tuổi, năm này tài lộc hư hao, công việc không thuận lợi, con cái có phần suy yếu về bổn mạng năm 49 tuổi và 50 tuổi, hai năm này vẫn sống trong tình trạng bình thường, nhưng sẽ sung kỵ vào tháng 5 âm lịch năm 49 tuổi và tháng 7 âm lịch năm 50 tuổi bạn nên cẩn thận vào hai tháng này. Những năm khó khăn nhất đối với tuổi canh thìn nữ mạng. Tuổi canh thìn nữ mạng, có những năm khó khăn nhất là những năm mà bạn ở vào số tuổi năm 25, 28, 32 và 36 tuổi. Những năm này bạn không được tốt đẹp về đường tài lộc cũng như về vấn đề tình duyên và sự nghiệp cuộc đời của bạn. Những tuổi hạp làm ăn, cộng tác giúp tăng tải tiến lộc cho tuổi canh thìn nữ mạng. Tuổi canh thìn nữ mạng về việc làm ăn, hùn hạp, giao dịch tiền bạc, công tác hay hợp tác bạn cần phải lựa tuổi hợp với mình mới mang lại nhiều thắng lợi và thu đạt được nhiều kết quả về tiền bạc, đó là các tuổi canh thìn, bính tuất, kỷ sửu. Những tuổi này rất hạp về đường làm ăn của bạn, có thể đẩy mạnh cuộc sống của bạn lên cao. Về gia đạo, công danh của tuổi canh thìn nữ mạng. Tử vi tuổi canh thìn nữ mạng về phần công danh không được lên cao lắm có thể hưởng được mức trung bình của vấn đề này. Nếu vấn đề công danh không có thì việc làm ăn, hợp về giao thương buôn bán, gia đạo được êm ấm và đầy đủ, phần con cái vui tươi. Sự nghiệp mau phát triển và có đầy đủ khả năng tạo lấy sự nghiệp. Về vấn đề này có nhiều cơ hội và vững chắc vào tuổi 30 trở đi. Tiền bạc dễ tạo và có cơ hội làm giàu vào lúc 34 tuổi trở đi, tuổi canh thìn rất tốt về đường tài lộc lẫn tình cảm. Những ưu và nhược điểm của tuổi canh thìn nữ mạng. Ưu điểm những người tuổi rồng có sức sống mãnh liệt vẻ bề ngoài luôn toát lên khí phách oai hùng, lẫm liệt. Không chỉ có vậy, rồng còn hội tụ đầy đủ những tinh hoa, phẩm chất tốt đẹp của một con người, sự thật thà, bao dung và lòng yêu thương con người. Người tuổi này, có tâm tư trong sáng, tính tình thành thật, có năng lực, thích thực hiện những kế hoạch riêng. Về phương diện tình cảm họ thích tạo ra những cảm giác lãng mạn. Nữ mạng siêng năng, tiết kiệm, đảm đang tháo vát. Người tuổi này có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu góc cạnh của vấn đề. Bởi vậy trong công việc, họ luôn cảnh báo cho mọi người nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà tuổi thìn dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của người khác. Từ đó, tìm cách chia sẻ, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Là người hữu khẩu vô tâm, lương duyên tốt đẹp, tính tình vui vẻ, lợi về đường làm quan và dễ thân cận người quyền quý, cốt nhục hình khắc, con cái không ít, nữ mạng hiền lương, vượng phu, ích tử người tuổi này thường thông minh lanh lợi thích kết giao bằng hữu có khả năng lãnh đạo tốt tính tình cởi mở cương trực hay thương người không cầu kỳ kiểu cách hoặc giả dối gặp lúc khốn khó vẫn kiên trì phấn đấu nữ mạng là người giỏi giang sự nghiệp hương vượng ở tuổi trung niên về sau tài lộc thịnh vượng họ coi trọng chữ tín và luôn cố gắng làm việc hết sức mình một khi đã hứa tuổi thì nhất định sẽ thực hiện bằng mọi cách không để người khác mất niềm tin với mình đôi lúc họ cũng mơ tưởng không thực tế nhưng điều đó có giới hạn tuổi thìn là những người không bao giờ sợ hãi, lùi bước trước gian nan, thử thách, ngược lại càng khó khăn, ý chí quyết tâm của họ càng dâng cao. Đó là lý do khiến người tuổi thìn luôn chinh phục được những khó khăn mà người khác không thể vượt qua. Vẻ ngoài lạnh lùng của họ dễ khiến người khác hiểu lầm, xa lánh. Thực ra, tuổi thìn là những người sống rất tình cảm, có trái tim giàu lòng vị tha, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ mọi người hết mình mà không mưu cầu lợi ích cho bản thân. Con giáp này khi trưởng thành dù không phải là người nổi tiếng và danh vọng cao nhưng nhiều người biết đến và kính nể. Thường gặp hoàn cảnh tốt. Nhược điểm. Người tuổi này thường có tính đa tình đa cảm, về phương diện tình cảm không được tốt, cần phải chú ý đến tính cách đa tình của mình. Khát vọng giống như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ rất dễ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ. Họ là những con người hành động mạnh mẽ, dứt khoát và vô cùng quyết đoán tuổi thìn một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình thì nhất định sẽ thực hiện được tuy nhiên sự tự tin thái quá như một con dao hai mặt nếu chủ quan con dao ấy có thể đâm sau lưng họ bất kỳ lúc nào con giáp này thường không biết cách kiềm chế cảm xúc suy nghĩ của bản thân họ dễ nóng nảy và nói những lời khiến người khác tổn thương tuổi thìn cũng dễ thay đổi vì người khác và không kiên định với lập trường của mình không ít những lần tuổi thìn phải đối mặt với nguy hiểm khó khăn thậm chí thất bại lý do là vì những người này quá hấp tấp không suy nghĩ tính toán cẩn thận trước khi quyết định nếu muốn thành công tuổi thìn cần phải có sự trợ giúp của mọi người xung quanh họ cũng không bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm hơn nữa tuổi thìn yêu thích sự tự do không muốn bó buộc trong một mối quan hệ hạn hẹp nào người tuổi thìn nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn thật thà không bao giờ hãm hại lợi dụng bất kỳ một ai trước khi làm một điều gì đó người này suy nghĩ kỹ càng cẩn thận tuyệt đối không để nóng vội dẫn tới sai lầm Tương hợp và tương khắc giữa tuổi Thìn và 12 con giáp trong hợp tác làm ăn và nghề nghiệp. 1. Thìn hợp tác với Tý. Có thể hợp tác nhưng tuổi Thìn sẽ vất vả nhiều và nên giữ vai trò quyết định. Cặp đôi này vô cùng ăn ý trong mọi việc tâm đầu ý hợp, tâm ý tương thông. Đôi bên tính cách đều dũng cảm, dứt khoát cũng có rất nhiều sở thích chung. Sự thấu hiểu giúp họ hoàn toàn tin tưởng vào đối phương, cũng biết dành cho đối phương khoảng trời riêng bên cạnh những phút giây đôi lứa. 2. Thìn hợp tác với Sửu không nên hợp tác nếu trong tâm bạn cảm thấy e ngại điều gì đó. Hai người thường tranh giành vị trí cao nhất trong cuộc sống gia đình. Điều này cũng có nghĩa cả hai là những người có trách nhiệm cao và hết mực yêu thương, chăm lo cho gia đình. Vì vậy, đừng để sự thể hiện cá nhân hay tranh giành ảnh hưởng thái quá dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có. 3. Thìn hợp tác với dần. Cặp đôi này hợp tác cực tốt cả hai đều có thể bổ trợ cho nhau nhiều thứ. Cuộc sống hôn nhân của hai người tương đối hạnh phúc nhưng nếu chung sống với nhau lâu dài cũng dễ nảy sinh những mâu thuẫn. Tuy nhiên, người chồng sẽ biết thông cảm và nhẫn nhịn để giữ gìn hạnh phúc gia đình. 4. Thìn hợp tác với Mão. Có thể hợp tác thành công trên nhiều lĩnh vực. Cuộc hôn nhân của hai người sẽ rất hạnh phúc. Người vợ tuổi Mão rất có tài xã giao và cũng rất biết cách làm việc, có thể bổ sung cho những khiếm khuyết của người chồng và giúp chồng phát triển sự nghiệp. 5. Thìn hợp tác với Thìn. Không nên hợp tác, rồng và rồng vốn không có sự gắn kết cả hai người cần biết cách tự kiểm chế bản thân mình, không ảo tưởng, bởi nếu không rất dễ dẫn đến những tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có. 6. Thìn hợp tác với tỷ. Có thể hợp tác nhưng sẽ có đôi chút bất lợi cho tuổi tỷ. Hai người sẽ là một cặp đôi tuyệt vời. Người chồng sẽ luôn tự hào vì người vợ đảm đang và tài giỏi của mình. 7. Thìn hợp tác với ngọ. Có thể hợp tác nhưng nên dừng lại ở sự hợp tác nhỏ vì nó dễ thành công hơn cuộc sống gia đình ban đầu thì tất cả mọi việc đều diễn ra rất thuận lợi, đúng như dự tính của cả hai. Tuy nhiên, chặng đường còn phải bước tiếp rất là dài cho nên những sự thay đổi đột ngột trên đường đời luôn xảy đến với mọi người, không trừ ai. 8. Thìn hợp tác với mùi. Có thể hợp tác xong không phải tất cả các lĩnh vực. Hãy lắng nghe xem bạn thực sự muốn hợp tác với họ chưa. Nếu hai người kết hợp lại thì đa số người chồng sẽ nhường bước để giúp cho người vợ theo đuổi sự nghiệp cá nhân. Tuy nhiên, cả hai lại rất hòa hợp về tình cảm người vợ luôn cảm thấy hài lòng, thỏa mãn với người chồng của mình vì có sự ủng hộ và giúp đỡ hết lòng của chồng. 9. Thìn hợp tác với thân. Cặp đôi người tuổi thân và người tuổi thìn, đây là một tuổi hợp với bản mệnh, hứa hẹn mang lại nhiều thành công. Hai con giáp này đều là người tinh tế và khéo léo, biết cảm thông cho người khác, cũng rất thông minh khi lợi dụng điểm mạnh của người này để bù đắp cho điểm yếu của người kia. Họ đạt đến sự thỏa thuận cao nhất khi hợp tác xử lý những vấn đề trong hôn nhân và gia đình. 10. Thìn hợp tác với dậu cặp tuổi này, có thể hợp tác nhưng người chủ động và nắm vai trò quyết định nên là người tuổi thìn. Hai con giáp này đều là những người tài giỏi, gặt hái nhiều thành công và được mọi người khen ngợi, ngưỡng mộ. Tính cách và tài năng tương xứng, họ có thể chia sẻ với nhau trong mọi chuyện, tình cảm gắn bó khăng khít không rời. 11. Thìn hợp tác với Tuất Hai tuổi này không nên hợp tác nếu bạn không thực sự hiểu đối tác của mình. Luôn phải cân bằng giữa công việc và gia đình thường làm cho người chồng cảm thấy áp lực. Rất may là người vợ tuổi thìn thường có những cách làm tinh tế để động viên người chồng. 12. Thìn hợp tác với hợi. Thìn và hợi là những người bạn, người tình tuyệt vời. Tuổi thìn dũng cảm và thích sống độc lập và tin vào tình yêu. Còn tuổi hợi rất nhẹ nhàng và sống tình cảm, cuộc sống gia đình, dựa vào nhau để cùng tiến bước thật xa, phát huy cao độ thế mạnh của bản thân để vươn tới mục tiêu đã chọn. Hai người có thể sống bên nhau, chồng sẽ dành rất nhiều thời gian để chăm lo cho gia đình hơn là những thú vui cá nhân cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại